Xin thân ái mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa các bạn, hôm nay tôi bắt đầu bước qua một cái loạt YouTube mà như tôi đã giới thiệu lần trước đó. Tức là loạt YouTube nói về 50 năm nhìn lại. Nhân dịp năm tới đây đó là giáp 50 năm ngày chế độ Cộng sản toàn trị đất nước Việt Nam chúng ta. Trên quê hương dân tộc Việt Nam. Thử coi trong thời gian 50 năm đó, chế độ đó đã tạo ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta những gì? Những phương diện nào? Những phạm vi nào? Những vấn đề gì mà chế độ đó đã gây một cái tác hại kinh hoàng trên quê hương và dân tộc của chúng ta? Thưa các bạn, tôi sẽ nói nhiều đề tài khác nhau. Hôm nay, mở đầu chương trình 50 năm nhìn lại, tôi xin nói đề tài là chế độ Cộng sản Việt Nam đã lấy đi hết cái sự lương thiện trong lòng con người Việt Nam chúng ta. Đó là đề tài mà tôi trình bày hôm nay. Thưa các bạn, đây là những đề tài tôi suy tư, tôi hiểu biết, tôi kinh nghiệm và tôi nói lên cái cảm nghĩ cũng như là cái lập trường của tôi. Tôi ước mong rằng đó sẽ được nhiều người góp ý, bình luận và nếu cần phản bác để chúng ta có dịp trình bày cho rốt ráo rõ hơn về tất cả những gì mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã gây ra trên quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta trong vòng 50 năm qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam và trước đó từ năm 1945 ở miền Bắc. Thưa các bạn, nói về vấn đề cái sự lương thiện trong lòng dân dân chúng ta đó, thì có lẽ chúng ta phải đưa ra một vài cái thí dụ, một vài cái suy tư, một vài cảm nghĩ, bởi vì mình không thể nào mình nói một cách đơn giản, nói một cách người ta gọi là không có kiểm chứng hàm hồ. Tôi thí dụ bây giờ, một chuyện nhỏ thôi, tôi không nói chuyện lớn. Một chuyện nhỏ thôi, rất nhỏ thôi. Bây giờ ai cũng biết đó, là trên Việt Nam chúng ta đó, nó có một hệ thống công an và nó có những người gọi là quan thuế ngồi tại phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi nói một chuyện nhỏ này thôi, tôi không nói chuyện lớn. Thì tất cả người Việt Nam chúng ta đều biết rằng, nhất là người dân hải ngoại đó, đều biết rằng đó, là mỗi khi bà con Việt Nam chúng ta mà muốn trở về thăm quê hương, vì có nhu cầu nhớ bà con, nhớ thân nhân, nhớ gia đình, họ hàng. Mà khi bước qua cổng phi trường Tân Sơn Nhất đó, thì khi bà con mình trình cái giấy passport đó, gọi là giấy thông hành đó, thì cái thủ tục mà ai nấy cũng biết gần như thuộc lòng đó, là chúng ta phải kẹp một ít tiền gì đó vào trong cái bìa passport đó, để cho cái đám mà chiếc giấy tờ nó tại phi trường đó hà hồng ra nó táp ăn. Một chuyện đơn giản thôi, tức là cái người Việt Nam ta bây giờ đó là đạp nhau mà sống, chèn nhau mà sống, giật nhau mà sống, cướp nhau mà sống. Đó là một cái chuyện hết sức là đơn giản, mà tôi nghĩ chuyện này tôi nói ra thì ai cũng đồng ý với tôi rằng đó là một hiện tượng mà chỉ có xảy ra trên đất nước Việt Nam mà thôi, không có nơi nào khác thế giới cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ai cũng biết rằng bây giờ ở Việt Nam đó, khi mà các bạn đi xe hơi hoặc đi xe máy chẳng hạn, mà để cho công an giao thông nó thổi một cái đó, thì khi bắt đầu đi vô, mình phải kẹp một cái một ít tờ giấy bạc gì đó trong cái giấy tờ đưa và nhét vào tay bộ công an đó, và sau khi chúng nó lấy rồi bỏ túi thì cho đi. Đó là một hiện tượng gần như thế là một cái lối sống thông thường, không ai coi đó là quan trọng nữa, bởi vì đó là một cái cách sống của Việt Nam chúng ta bây giờ. Tức là dân tộc Việt Nam chúng ta bây giờ đó là chèn nhau mà sống, đạp nhau mà sống, cướp nhau mà sống, mánh mung nhau mà sống, lừa gạt nhau mà sống. Tức là cái sự lương thiện, cái sự gọi là cái sự lương thiện trong lòng của Việt Nam ta bây giờ gần như là không có nữa, sống dưới chế độ Cộng sản. Thưa các bạn, cách đây một thời gian khá lâu tôi có viết cái cuốn sách Tôi Phải Sống. Và trong cuốn sách này đó,
Tôi ghi nhận lại một sự kiện khi tôi mới vừa ở Hội đạo La Mã, tức là cách đây từ năm 1976. Và khi đó, đó thì nó có một vài sự việc mà tôi đã viết đây, và tôi sẽ đọc lại để cho thấy rằng ngay từ đó đó tôi đã nhìn thấy được cái tệ nạn này, để chúng ta nghe và cảm thông nhau về tất cả những hoàn cảnh xảy ra trên dân tộc nơi chúng ta. Lúc bấy giờ miền Nam trong tình trạng ngăn sông cấm chợ, nên có rất nhiều người đi buôn lậu đủ mọi mặt hàng. Thứ gì cũng có thể bán và mua được, nhất là thuốc tây, vải vóc, gạo, thịt cá, rau quả và các loại đồ dùng trong nhà. Lúc tôi còn ở Hội đạo La Mã, có mấy bà, mấy cô trong Hội đạo đi buôn bán dừa khô theo kiểu này, và kể cho tôi nghe 1001 chuyện về mặt trận đi buôn trong tháng đầu sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam. Họ kể về mánh khóe những con buôn qua mặt các trạm kiểm soát, rồi trạm kiểm soát gài bẫy bắt con buôn, rồi con buôn tìm cách lòi tiền để được thả ra, và công an tìm mánh bắt họ lại để tiếp tục làm tiền. Thôi thì hàng trăm hàng ngàn loại mánh khóe, ai có ngón nào đưa ra sử dụng ngón đó. Có lúc tôi buồn cười nghĩ quẩn, có lẽ nhờ có thời thế thế này mà dân tộc Việt Nam chúng tôi tự nhiên lại khôn ra. Vì lúc nào đầu óc cũng làm việc mà làm việc không ngừng để tìm cách lừa đảo, mánh mung, dối gạt, phỉnh phờ và nói dối nhau để qua mặt nhau. Không lừa đảo, không dối gạt nhau thì không thể nào sống được trong cái xã hội chủ nghĩa này. Nếu định luật về sự tiến hóa có cơ sở, thì dân tộc Việt Nam của tôi sống dưới chế độ Cộng sản càng về lâu về dài sẽ phát triển đến mức tối đa đầu óc gian manh lừa đảo của họ, tích lũy di truyền từ thế hệ này để lại cho con cháu. Càng nghĩ tôi càng đau lòng cho số phận không may của dân tộc tôi phải rơi vào một giai đoạn lịch sử đen tối. Trong đó, những người ngay thẳng và lương thiện không có đất để sống. Đó là cái nhận định của tôi khi tôi viết cái cuốn sách Tôi Phải Sống Tụi Tôi cách đây 30 năm. Thưa các bạn thân mến, đó là những gì tôi suy nghĩ. Và đây là những gì tôi cảm nhận, tôi thấy, tôi chứng kiến và tôi đã ghi nhận được trong những thời gian tiếp theo sau đó. Các bạn biết rằng đó là sau đó thì tôi bị đi tù khá lâu. Tôi đi tù từ năm 1976 tới năm 88, tức là khoảng trên 13 năm. Thì khi thời gian tôi bị bắt đó, thì tôi nhận thấy điểm này là những anh tù hình sự sống chung trong trại tù với tôi đó đã kể lại cho tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về chế độ Cộng sản trong mấy mươi năm dưới chế độ Cộng sản miền Bắc. Và tôi có thể kết luận điều này. Lúc đó, dân chúng miền Bắc, những người làm việc trong các công, trong các xí nghiệp, trong các nhà máy, trong các cơ sở thương mại, không một người nào là không ăn cắp. Không một người nào là không ăn cắp. Làm nhà máy gạo, ăn cắp gạo. Nhà máy giấy, ăn cắp giấy. Nhà máy gạch, ăn cắp gạch. Nhà máy gỗ, ăn cắp gỗ, vân vân vân. Nghĩa là làm cái nhà nào, xí nghiệp nào thì ăn cắp theo xí nghiệp đó. Tại sao vậy? Đơn giản nhất là bởi vì không ăn cắp, không sống được. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái chế độ đó đó, với cái sự bần cùng hóa dân chúng đó, đã tạo dân chúng Việt Nam chúng ta đó là thành những kẻ ăn cắp. Mà họ ăn cắp đó, họ không thấy ngượng mồm ngượng miệng, không thấy ngượng lương tâm, là bởi vì đơn giản duy nhất là không ăn cắp, không sống được. Đó là những gì tôi đã ghi nhận khi tôi sống trong tù ở miền Bắc. Sau khi tôi ra tù rồi, tôi qua bên Tân Tây Lan này vào năm 1990. Vâng. Thì khi tôi qua đây đó thì tôi được cái cơ quan di trú để tôi mời tôi vô trong cái cơ quan tiếp cư người tị nạn Việt Nam. Thì khi đó tôi lại có một kinh nghiệm khác của tôi. Cái số người mà đi qua định cư tại Tân Lan này đó, nó có hai lớp người.
một lớp người vượt biên từ miền Nam đi qua các trại như là trại bên Thái Lan, rồi trại bên Indonesia, vân vân vân, thì đi qua đây. Một số người đồng bào miền Bắc đó thì vượt biên qua trại Hồng Kông rồi cũng qua đây. Thì hai cái thái độ đó nó khác nhau hoàn toàn. Khi tôi đến trại này đó thì tôi đứng ra tôi lãnh đạo cái vấn đề là tiếp cư đồng bào Việt Nam tị nạn tại New Zealand. Thì khi đó tôi nhớ hai sự kiện. Tôi kể quý vị nghe hai sự kiện nhỏ nhưng nói lên một cái ảnh hưởng rất lớn. Thứ nhất là lúc đó chúng tôi tiếp cư khoảng chừng 150 đồng bào tị nạn qua đây. Thì khi mà sáng ngày đi vô cái nhà ăn đó thì chúng tôi để trong đó có sữa và đường. Đường này chúng tôi để chừng một thao đường lớn, đại khái nói chừng vài 30 kg đường đó, để trong cái bàn đó. Rồi sữa và bánh mì. Thì khi mà những em bé miền Bắc đó nó đi vô đó thì tôi thấy mỗi đứa nó cầm một cái ca. Cái ca nhựa đó nó cầm sẵn trong tay. Thì khi cửa vừa mở một cái đó, thì tất cả đứa trẻ đó nó ù té nó chạy vô và nó lấy cái ca nó xúc đường. Đứa này giành đứa kia giật, cuối cùng đó thì cái chậu đường tôi để đó đổ ập xuống đất. Ập xuống đất tức là nó giành nhau để xúc đường đó. Thì sau tôi hỏi đó thì những người lớn đó đã tổ chức cho đứa nhỏ đó vô xúc cái đường cát trắng đó. Thì tôi hỏi tại làm sao mà ở trong trại tị nạn tiếp cư này được biết bao nhiêu đường cát, làm sao mà thiếu được, tại sao chúng con lại lấy vậy? Thì mấy người đó trả lời là thưa cha, con không tưởng tượng được một đường cát như vậy đó mà để công khai, để công cộng như vậy. Bởi vì ở ngoài Bắc chúng con đó, một năm đó chúng con chỉ được chỉ có 2 lạng đường mà thôi. Bây giờ đó, mà bây giờ một cái hũ đường, một cái thao đường trống như vậy, con không thể nào con tưởng tượng được mà không phải lấy cả. Nghĩa là phải lấy. Đó là một sự kiện cho thấy rằng đó, là không phải những người miền Bắc này xấu, mà chính chế độ cộng sản đào tạo cho họ thành những con người phải chụp giật, phải đi lấy, phải nghĩa là lấy của người khác mới sống được. Đó là cái ảnh hưởng là do chế độ cộng sản đã tạo nên, chứ không phải là những người đó xấu. Thứ hai là nó hơi buồn cười hơn, là bởi vì sống đông như vậy chúng tôi phải có một cái loại vấn đề vệ sinh. Thì trong cái trại tiếp cư đó chúng tôi có khoảng chừng, tôi không nhớ rõ, có là chừng 15 đến 20 cái toilet, tức là cái nhà vệ sinh đó. Thì trong mỗi toilet đó tôi đều để một hoặc hai cuồng giấy gọi là giấy đi cầu đó, giấy trắng đi cầu đó. Thì tôi vừa để quay lưng là cái cuồng giấy không còn nữa. Nghĩa là mấy em nhỏ miền Bắc đó lấy hết. Và khi mà những người khác đi cầu không có giấy, cái giấy này thì nó bỏ trong nước nó rã được, còn không có thì phải xài giấy báo, rồi kia là nó nghẹt cầu, nó cầu nó bị tắc, rồi bị bế tắc, rồi chúng tôi lại phải móc dơ bẩn vô cùng. Thì tôi hỏi là tại làm sao mà chúng con phải lấy cái giấy gì dầu làm cái gì? Nó thưa cha, con không tưởng tượng được cái giấy trắng như vậy, thơm như vậy đó, mà lại để một cách công khai, một cách vô tội vạ trong cái cầu tiêu này. Tụi con phải lấy không được. Bởi vì tụi con không tưởng tượng đây là cái điều mà người dân có thể tự do mà xài thấy được. Thưa bạn, nói một vài câu chuyện vậy tôi thấy rằng đó, tôi rất thương đồng bào miền Bắc. Những người đã sống trong chế độ cộng sản lâu năm đó, họ đã bị sống trong cái sự bần cùng hóa lâu đời rồi, cho nên người ta phải chụp giật, phải chen lấn, phải mánh mung, phải làm thế nào để cho nó có được cái cuộc sống. Cái này đó là không phải do những con người đó làm ra, mà do cái chế độ đó, cái chế độ Việt gian cộng sản đó đã đào tạo cho dân tộc Việt Nam chúng tôi đến tình trạng đó. Chưa hết, những người đó qua đây thì các bạn biết rằng gây ra rất nhiều tội ác. Nào là đi ăn cắp những đồ đạc trong shop,
bên đây thì hàng quán bán trong shop ta để đầy rồi dỗ gì đó, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy xong rồi đi bước ra tới chỗ cái quầy tính tiền. Và không ngờ rằng sau khi mà có một cái đợt Việt Nam di cư qua đây đó, thì các shop đã bị ăn cắp quá trời quá đất, ăn cắp đủ mọi cách mọi kiểu. Và cho đến nỗi là có người lập ra một cái băng đảng ăn cắp, mà ăn cắp đặt hàng nữa, tức là tôi cần một cái tivi thì cái tên ăn cắp đó lại vô lấy tivi về bán, hay là tôi cần một cái nồi cơm điện thì những người ăn cắp đó đi vô tiệm lấy nồi cơm điện về bán. Có nghĩa là ăn cắp chuyên nghiệp. Tôi rất thương cho họ. Không phải họ sinh ra là người ăn cắp, nhưng mà cái chế độ đó đã đào tạo cho họ thành những kẻ ăn cắp, thành những người phải lừa đảo, phải lưu manh, phải gian dối, phải lừa đảo giao để mà sống. Đó là ảnh hưởng do cái chế độ Cộng sản Việt Nam tạo nên. Thưa các bạn, nói đây đó, tôi không có kết án đồng bào tôi. Không. Đừng ai nghĩ rằng, ô, cha Lễ kể ra đây là kết án đồng bào. Không. Tôi kể ra đây để cho thấy một vài sự kiện rằng đó, những người sống dưới chế độ Cộng sản đó đó, đã trở thành những người lưu manh, những người lừa đảo, những người cướp giật, ăn cắp chỉ vì cái chế độ đó đã đào tạo con người họ như thế. Mới đây thôi, các bạn biết đó. Thì sau này khi Tân Đài Loan này đó, thì có một số người hoặc là đi du học qua đây, hoặc là một số người đi lao động qua đây, Việt Nam nó qua đây. Và phải nói rằng đó, mỗi khi mà tôi đọc báo đó mà thấy một chữ Vietnamese, nghĩa là người Việt Nam đó, thì tôi rùng mình, tôi sợ. Đúng y như vậy, đúng y như vậy. Khi trong báo, cái tờ báo New Zealand Herald là lớn nhất thế này đó, đăng bài lên thế nào của nó, mới phát hiện ra một cái ổ trồng cần sa ma túy do những người Việt Nam bắt được, 8 người Việt Nam, 9 người Việt Nam, 5 người Việt Nam, và tịch thu được bao nhiêu tiền bạc. Đó là cái tệ nạn trồng cần sa ma túy, đó là một tội phạm, đó là một tội ác đối với xứ này. Thì đại đa số việc đó là do những người Việt Nam đi qua đây du học hoặc là qua đây lao động đã trồng cần sa, gây ra tội ác. Và cần sa đó là một cái tình trạng coi là hủy hoại cái đất nước này rất lớn. Và đó là những người Việt Nam. Thưa các bạn, tôi không kết án đồng bào tôi. Tôi không kết án những người trồng cần sa ma túy. Không. Bởi các em đã sống trong cái sự nghèo khổ, cái sự lừa đảo lưu manh nó quen rồi, cái chế độ tạo các em nó quen rồi. Cho nên qua đây á, thì các em làm đủ mọi hình thức, bất kể luật lệ xứ này, bất kể luật pháp, bất kể đạo lý, làm thế nào miễn có tiền là thôi. Cái đó là do cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó tạo ra cho con người Việt Nam của tôi. Không phải là do các em đó. Tôi rất thương các em đó. Tôi rất thương các em đó. Mới đây thôi, cách đây một tháng thì tôi có dịp tôi đi qua bên Hoa Kỳ. Tôi vắng nhà thời gian. Khi tôi về thì cái người hàng xóm tôi đã biết là cha biết không. Hôm cha đi vắng thì cảnh sát nó leo rào nó vô nhà cha. Thì tôi qua thấy hỏi tại sao vậy. Nói rằng có một cô nào đó đang bị bắt vì cái tội trồng cần sa ma túy. Rồi lại khai rằng cô đó địa chỉ nhà của ông cha đây này. Thì cái bà kia làm gì có. Ở đây là ông cha sống một mình, làm gì có ai sống từ xưa giờ đâu. Nghĩa là trong khi bị bắt đó thì cô đó đã bí lối quá, hoặc là cô đó đã từng đến đi lễ với tôi, lại khai ra địa chỉ nhà tôi. Tôi nghe tôi xót xa, mà tôi rất thương cho những người Việt Nam tôi đó. Thưa bạn, đó là chế độ đã tạo ra cho con người Việt Nam tôi đó, không còn sự lương thiện nữa. Hết sự lương thiện rồi. Phải lúc nào phải tìm cách mánh mung, lừa đảo, dối gạt, qua mặt pháp luật. Nếu bị bắt đó, thì bị tống về nước thôi. Còn ngoài ra một số người mang đi ở tù. Thưa bạn, đó là tình trạng của dân tộc Việt Nam chúng tôi qua xứ New Zealand này, để rồi phạm biết bao nhiêu tội ác tại xứ này. Cái đó không phải là do những em đó, mà cái đó nguyên nhân đó là do cái chế độ Cộng sản Việt Nam đó đã đào tạo cho con người Việt Nam tôi đó
trở thành những kẻ ăn cắp và những kẻ là gây ra biết bao nhiêu tội ác tại các nước mà các em đã đến. Thưa bạn, đó là tôi nói về cái cuộc sống hiện tại. Bây giờ tôi trở lại qua vấn đề nó lớn hơn, lớn lao hơn, cái tầm vóc nó lớn lao hơn. Chúng ta biết rằng hiện nay đó, trong nước Việt Nam đó, nó là cả một hệ thống hối lộ tham nhũng từ trên xuống dưới. Cái bộ máy gọi là bộ máy chính quyền đó, nó vận hành từ trên xuống dưới, toàn là những kẻ ăn cắp, toàn là những kẻ lưu manh, toàn là những kẻ lừa đảo. Ai không ăn cắp, ai không lưu manh, ai không lừa đảo thì không thể nào ngồi được trong cái bộ máy chính quyền đó. Thí dụ, đi làm trong một cơ quan nào đó mà tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều là lưu manh, đều là ăn cắp, bạn không thể nào bạn trở thành không, tôi không ăn cắp được. Thì nếu không ăn cắp á, thì bộ máy nó sẽ nghiền nát bạn ra và đào thải bạn ra khỏi xã hội. Cho nên tất cả nguồn máy công quyền Việt Nam từ trên xuống dưới, tôi nói không sai, tất cả mọi người Việt Nam từ trên xuống dưới đều là những kẻ ăn cắp, đều là những kẻ lưu manh, đều là những kẻ lừa đảo. Bởi vì tại sao vậy? Không ăn cắp, không lưu manh, không lừa đảo thì không sống được trong cái bộ máy cầm quyền của Việt Nam bây giờ. Nếu bạn không tin tôi hả, bạn hãy dỡ lại cái đây mấy năm đi, hình ảnh trên net còn đó. Hãy dỡ lại một cái vụ án ta gọi là vụ án đại án chuyến bay giải cứu. Tôi nói điều này thì có lẽ một người giàu, một số người cũng quên rồi, nhưng mà thực tế nó như vậy. Khi mà dân tộc của chúng ta đó chẳng may rơi vào cái hoàn cảnh cũng như các nước khác là rơi vào cái trận đại dịch Covid, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người mất nhà mất cửa, biết bao nhiêu người cảnh tang thương, đủ mọi thứ tai nạn xảy ra cho dân tộc ta đó. Thì lúc đó lại có những cái chương trình của chính phủ đó là đưa những người Việt Nam chúng ta từ các nơi khác trên kẹt lại thế giới, hoặc là lao động bên Nhật hay là bên Đại Hàn hoặc là bên Trung Đông hoặc là các nước khác đó, đi xuất cảng lao động đó để kiếm tiền kiếm bạc đem về đó, thì không về được, cho nên chính phủ mới tổ chức ra những cái gọi là chuyến bay giải cứu. Thì những tên ăn cắp đó, những tên ăn cắp đó đó, những tên đầu sỏ đầu to đó đó, nó cấu kết với nhau để nó ăn, để nó hối lộ tham nhũng trong cái vụ gọi là chuyến bay giải cứu. Ở đây tôi không trở lại vấn đề nữa, chắc là dân tộc chúng ta còn chưa có quên, mới đây mấy năm làm sao quên được. Hãy mở lại những trang YouTube đó coi, hãy mở lại hình ảnh đó coi, hãy mở lại coi một lũ súc vật nó đứng, cái đầu nó cúi xuống. Tôi gọi là súc vật ấy, phải con người. Cái đầu nó cúi xuống, nó là những thằng bộ trưởng, những thằng thứ trưởng, những thằng làm việc tại các tòa đại sứ, những thằng chủ văn phòng, tất cả tên tuổi á, mà người dân Việt Nam ta nghe bình thường nó nghe nó đã khiếp sợ rồi. Bây giờ đó, tôi đứng dành một dạc hàng ngang ở trước tòa đó, hai tay nó bị còng, cái đầu nó cúi xuống như là những con súc vật vậy đó. À, chúng nó đó là những tay hối lộ tham nhũng, đứa thì ăn 100 tỷ, đứa thì ăn 150.000 Mỹ Kim, đứa thì ăn mấy chục tỷ gì đó. Tôi không biết cái tiền tỷ bao nhiêu mà kể, nó hút không biết bao nhiêu mà kể. Chúng nó là ai? Chúng nó là ai? Chúng nó là những tên cầm quyền trong cái chế độ Việt Gian Cộng Sản. Chúng nó lợi dụng chức vụ, chúng nó lợi dụng cái quyền thế, chúng lợi dụng vị trí trong chính quyền đó để mà hối lộ tham nhũng. Ngay cả khi đồng bào Việt Nam chúng ta đang bị nạn khủng khiếp nhất, đó là nạn Covid, biết bao nhiêu người chết vì tai nạn đó. Nhưng mà bọn này đó, chúng nó là cái loại súc vật, không phải là người, nằm trong bộ máy chính quyền với những tên nào là thứ trưởng, nào là trưởng phòng, nào là vân vân, nói nhiều cái tên ghê gớm lắm, ăn tiền không biết bao nhiêu kiếp, bị đổ bể ra và đứng dàn hàng cúi đầu ngay trước tòa án như là những con cầm thú đó. Đó là cái gì? Ai tạo ra cho chúng nó cái độ đó? Đó là cái chế độ Việt Gian Cộng Sản.
cái chế độ Việt gian cộng sản tạo ra một bầy súc vật để mà làm khổ dân tộc Việt Nam, đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam. Đúng, đó là một bầy súc vật. Bởi vì nếu có loài người đó thì nó còn có lương tri. Nếu loài người đó nó còn biết rằng đó, lúc đó là dân tộc đau khổ, lúc đó là người dân trông chờ sự giúp đỡ của chính phủ, thì bây giờ đó chúng nó lại lợi dụng những chức vụ đang có đó, ăn hối lộ không biết bao nhiêu ngàn tỷ, bao nhiêu tiền bạc để chúng nó vinh thân phì gia, mặc cho dân tộc chết lên chết xuống. Thưa bạn, có phải chúng nó còn xứng đáng gọi là người không? Tôi nói đây đó là tôi đã công khai trước mặt mọi người. Tôi không nói dốc, tôi không đặt chuyện. Các bạn hãy dở lại cái YouTube hình ảnh của một vài năm về trước là những chuyến bay gọi là đại án chuyến bay giải cứu thì đầy đủ đó hết. Tôi không muốn kể lại từng người, mặc dù tôi có hồ sơ tất cả. Thưa bạn, chưa hết. Sau đó một thời gian ngắn gì đó thì nó lại sanh ra một cái đại án cái gì mà cái bà Trương Mỹ Lan nào đó, một người đàn bà bình thường thôi mà rồi đang hối lộ, tôi cũng không biết là bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ, không phải tỷ Việt Nam mà tỷ Mỹ Kim nữa. Cái tiền nó bơi đâu mà ra, ở đâu nó có đó, làm thế nào nó có được, đó là do sự tham nhũng thối nát mà ra. Thì cái loại đó, nó có phải gọi là người không, hay là nó là một con súc vật? Cái sự tạo ra con người thành súc vật đó là chỉ là chế độ Cộng sản Việt Nam tạo ra mà thôi. Đó là điều mà tôi nói rất là rõ. Bởi vì sao vậy? Từ khi chế độ Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Bắc vào năm 54, và sau này đó, khi mà chế độ đánh thắng miền Nam vào năm 1975, và đặt sự thống trị toàn diện trên đất nước Việt Nam ta đó, thì chế độ đó đó đã biến dân tộc Việt Nam chúng ta thành ra một trại chăn nuôi súc vật khổng lồ. Mà điều này đó tôi nói công khai trước mặt mọi người. Những kẻ nắm quyền đó thì bố thí cho người dân, nghĩa là ăn chơi rồi nhảy nhót rồi thi hoa hậu rồi giải trí lung tung đủ chuyện, nghĩa là thi chân vắn chân dài rồi đá banh đá bung cho vui chơi, rồi nó ăn một quả banh á thì con gái Việt Nam mình nó tuột quần ra bên Bangkok, bên Thái Lan, nó cho cả thế giới chiêm ngưỡng, cả thế giới coi cái sự khốn nạn đó. Cái chế độ nào đã tạo ra vậy? Chế độ Việt gian cộng sản. Thưa bạn, hiện nay chế độ đó cai trị dân chúng bằng một sự khiếp sợ, bằng sự khủng bố, bằng sự ru ngủ. Nếu một người nào dám lên tiếng đặt vấn đề gì về vấn đề sự hà khắc của chế độ đó, thì nếu không bị trù dập kiểu này thì bị kiểu khác. Chúng ta gọi đó là những tù nhân lương tâm. Mà các bạn đã biết, hiện nay cũng còn một số người trong các trại giam gọi là những tù nhân lương tâm. Đó là những người dám nói lên cái tiếng nói của lòng mình, cái tiếng nói của công lý, tiếng nói của sự thật. Và biết bao nhiêu người dân khác sống trong cái sự kềm kẹp cho đến cái độ mà không dám mở miệng ra mà nói một vấn đề gì đụng chạm đến chế độ. Nếu mà nói một lời gì đó thì sẽ bị trù dập kiểu này hoặc kiểu khác. Ngay cả hải ngoại này đó là nơi chúng tôi đang sống đây này, mà cũng có một số người khiếp sợ cộng sản còn hơn trong nước nữa. Tại sao vậy? Là bởi vì đó, cộng sản nó lưu manh, nó biết rằng đó là người dân Việt Nam hải ngoại nó có nhu cầu về thăm quê hương, nó có nhu cầu về thăm mồ mả ông bà cha mẹ, có nhu cầu về cái tình nghĩa gia đình, về những nơi quê cha đất tổ, người ta có nhu cầu phải trở về thôi đó. Thì chúng nó lợi dụng ngay cái đó mà nó bóp cừng cổ những người ngoài này. Người nào mà ho he, người nào mà tham gia vào những cái việc gì mà cái bằng có thể đụng chạm chế độ đó,
thì về nước đó gặp biết bao nhiêu sự khó khăn. Bản thân tôi buồn cười, có người nói rằng đó, thưa cha, con dám chụp hình với cha lễ chung hay sao vậy? Bởi sự trợ chụp hình chung với cha đó, về trong nước đó, công an nó sẽ bắt con, nó sẽ trù dập con trong nước. Đó là cái chuyện mà tôi thấy rằng nó khốn nạn vô cùng. Nó biết cái tình cảm người Việt Nam này là phải yêu thương dân tộc, yêu thương quê hương, yêu thương đất nước, yêu thương bà con cô bác, thì nó lại nắm ngay cái điểm đó như một cái dòng thòng lọng thắt cần cổ người dân hải ngoại, làm cho người dân hải ngoại khiếp sợ. Thưa bạn, đó là một sự khốn nạn vô cùng, khốn nạn vô cùng. Cho nên hôm nay để mở đề cho cái chương trình 50 năm nhìn lại trên quê hương đó, tôi sẽ nói đề tài là chế độ Cộng sản Việt Nam đã lấy đi hết cái sự lương thiện trong lòng người dân Việt Nam rồi. Tôi nhắc lại, cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó cai trị Việt Nam từ năm 1975 miền Bắc và từ, xin lỗi, năm 45 miền Bắc và từ năm 1975 miền Nam đó, thì dần dần đó nó biến cái dân tộc Việt Nam của tôi đó thành ra những người không còn cái sự lương thiện trong lòng nữa. Không còn sự lương thiện nữa. Người dân bây giờ muốn sống á, là phải giành giật nhau, phải chụp giật nhau, phải lừa đảo nhau, phải dối gạt nhau, phải ăn trộm ăn cắp, phải làm mọi thứ tội ác mới có thể sống được. Đấy, biết bao nhiêu cái người hải ngoại này, tôi còn nghe nói, và điều này tôi không có biết rõ, cho nên tôi không có khẳng định. Tôi còn nghe nói bên Nhật đó, nó có những cửa tiệm người ta đó là cấm người Việt Nam và chó. Có nghĩa là cái cửa tiệm đó không, hai thứ này không được vô. Một là người Việt Nam, hai là chó. Tại sao vậy? Bởi Việt Nam ăn cắp quá trời quá đất. Việt Nam ăn cắp cho đến cái độ mà thế giới phải sợ cái sự ăn cắp của người Việt Nam tại các nơi khác. Ngay cả những người mà gọi là những tiếp viên hàng không, những người đó được cái đặc quyền là đi qua những cửa đặc biệt trong đó thì cũng ăn cắp ăn kêu rồi mang Hàn Quốc cấm về trong nước, thành ra nó tạo ra cả một xã hội này nó không còn lương tri nữa, không còn lương thiện nữa. Và phải nói rằng đó, bộ mặt xã hội Việt Nam bây giờ đó chỉ là bộ mặt người mà thôi, còn trong lòng bây giờ đó đã bị chế độ lấy hết cái sự lương thiện trong lòng người dân Việt Nam rồi. Bao lâu nữa dân tộc Việt Nam của tôi mới khôi phục được cái sự lương thiện trong lòng? Bao lâu nữa? Bao lâu nữa? Phải mất bao nhiêu thế hệ nữa người dân Việt Nam của tôi mới hồi phục lại được cái sự lương thiện mà trước khi chế độ Cộng sản Việt Nam cai trị đó, người Việt Nam ta đã có một cái câu, phải nói là những câu ca dao, những lối sống mà nó nghe nó thấm cái tình quê hương, thấm điện độc. Thí dụ câu nói rằng là bầu ơi thương lấy bí cùng, cho dù khác giống nhưng chung một vàng. Có nghĩa là cái sự tương trợ, cái sự nâng đỡ, cái sự tương giúp đỡ nhau giữa người với người nó rộng rãi. Bây giờ làm gì có cảnh đó nữa. Mỗi lần một dịp tai nạn xảy ra, thí dụ như là hỏa hoạn hay là lục lội hay là bão táp đó, thì những cơ hội để làm cho những bọn cá mập đó nó no hơn, bụng nó đầy hơn, ăn được nhiều hơn đó. Những khi mà tai nạn đồng bào Việt Nam tôi mà bị cái tai thiên tai đó, thì đó là cơ hội để cho cái bọn thú vật đó nó ngoác mồm ra, nó ăn uống nhiều hơn. Đó là tình trạng xảy ra trên bộ Việt Nam của tôi. Thưa các bạn thân mến, đất nước Việt Nam ta đó, nó bị tàn phá rất nhiều. Không phải chỉ vì vấn đề này mà thôi, mà tàn phá rất nhiều mặt. Thì tôi sẽ có dịp tôi trình bày tuần tự trong cái loạt bài 50 năm nhìn lại của tôi. Nhưng điều mà tôi cảm thấy là nặng nề nhất, tôi lo sợ nhất, và tôi cảm thấy là tôi xót xa nhất cho dân tộc tôi đó, là tôi nói phải bao nhiêu thế hệ nữa dân tộc tôi mới phục hồi lại được cái sự lương thiện trong lòng con người. Bao nhiêu thế hệ nữa? Bao nhiêu thế hệ nữa? Thưa các bạn,
trở lại vấn đề, tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà nó là vấn đề bày tỏ cái bộ mặt Việt Nam chúng ta. Thật sự ra đó, từ khi ra hải ngoại tới giờ, gần 35 năm, tôi đã có dịp đi rất nhiều nơi trên thế giới này. Có thể nói rằng nhiều lắm á, chứ phải nhiều vừa. Tôi đã ghé qua không biết bao nhiêu phi trường trên mặt đất hải ngoại này rồi. Tôi đã qua không biết các quốc gia, các dân tộc trên thế giới này rồi. Chưa bao giờ tôi phải móc một đồng xu nào ra, tôi hối lộ cho họ khi tôi tới phi trường họ bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ một người nào mà khi đến phi trường đó là phải kẹp một đồng bạc của mình vô tờ passport để cho mình được đi qua cửa. Chưa một nước nào trên thế giới xảy ra chuyện đó, chỉ trừ Việt Nam mà thôi. Nhục nhã không? Nhục nhã không? Nhục nhã không đồng bào của tôi? Xin trả lời tôi biết. Xin trả lời tôi biết. Cái hành động đó, hình ảnh đó, nó nhục nhã không? Nó có làm cho xấu mặt dân tộc Việt Nam không? Ai gây ra cảnh đó? Ai gây ra cái tình trạng mà dân tộc tôi đó bây giờ trở thành những con người chỉ có bộ mặt người mà thôi, mà trong lòng không còn là trí khôn thôi, mà lý do ai gây ra? Chế độ Việt gian cộng sản. Cho nên, để kết luận cho bài nói chuyện hôm nay, tôi xin thưa, tôi đã từng nói rất nhiều lần trong cuộc đời của tôi rằng, trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam. Tôi nhắc lại, trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam. Cho dù tôi ở đâu, tôi ở trong nước, tôi ở tù, hoặc tôi hải ngoại, bất cứ nào, thì cái vấn đề Việt Nam, cái tâm hồn Việt Nam vẫn đến trong cuộc đời tôi trước. Cho nên tôi vô cùng đau đớn mà thấy rằng dân tộc Việt Nam của tôi sống dưới chế độ cộng sản, về lâu về dài sẽ mất đi hết cái sự lương thiện trong lòng con người. Đó là điều tôi lo lắng, tôi đau khổ và tôi hằng trăn trở. Và ước mong rằng đó, những người Việt Nam nào mà khi nghe lời tôi nói đây đó, cảm thông được với tôi, cảm thông với tôi, và chúng ta phải làm thế nào bằng hết mọi cách của mình để tẩy trừ cho bằng được cái chế độ phản dân hại nước đó. Bởi vì đó, chúng ta đừng có ngồi đó mà nguyền rủa những con dồi, con bọ trong cái những cái đại án chuyên bài giải cứu, đại án Trương Mỹ Lan, đại án Việt Á gì đó. Tôi nghe nó đủ thứ đại án rồi. Mà chỉ Việt Nam chúng ta mới có đại án thôi, nghe không? Việt Nam mới có đại án thôi. Tôi chưa nghe nước nào có cái đại án cả. Chúng ta đừng có nguyền rủa những con dồi, con bọ nó đục khoét cái dân tộc Việt Nam của mình. Mà chúng ta phải chút tâm cho bằng được, làm sao mà hút sạch cái hố phân. Mà trong hố phân đó đó là những con dồi, con bọ, nào là chuyến bay giải cứu sống trong đó, nào là chuyến đại án Việt Á sống trong đó, nào là đại án Trương Mỹ Lan sống trong đó. Đó là những con dồi, con bọ, nó sống trong đống phân. Dân tộc Việt Nam này phải hút sạch đống phân đi. Đống phân đó đó, cái đống phân đó chính là chế độ Việt gian cộng sản. Phải hút sạch đống phân đó để mà giải thoát dân tộc này thoát khỏi cái kiếp là mặt người mà lòng dạ là những con thú. Đó là điều mà tôi xin nói rất mạnh mẽ hôm nay. Tôi ước mong nhận được các lời bình luận của các bạn, ngay cả những bình luận trái chiều, tôi sẵn sàng đứng ra tranh luận và đối thoại nếu cần, để cho vì tương lai của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa bạn, đó là tôi xin trình bày tất cả những gì tôi suy nghĩ trong lòng về tình trạng dân tộc Việt Nam chúng ta sống trong miền Nam, sống 50 năm dưới chế độ cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 sắp tới. Và tôi ước mong rằng đó, tôi sẽ đóng góp thêm những ý kiến khác về những đề tài khác, về phương diện khác đã xảy ra trên quê hương của tôi
sau 50 năm nhìn lại chế độ Cộng sản toàn trị trên quê hương. Xin cảm ơn tất cả quý vị theo dõi video này, và tôi sẽ đóng góp đề tài mới trong một tuần tới. Xin tất cả các bạn đóng góp ý kiến với tôi, chia sẻ ý kiến với tôi, và tất cả chúng ta làm sao cầu nguyện, hành động cho quê hương Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái sự u tối, cái sự khốn khổ, cái sự tàn phá cả về vật chất lẫn tinh thần của dân Việt Nam chúng ta. Đó là một sự đau chung cho toàn thể dân tộc. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn và hẹn các bạn trong một video tuần tới. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ thành phố Auckland, New Zealand. Chưa chết đã đặt đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi mua đấy. Xấu quá. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi. Đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cô cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Dao cụt sao? Nhưng dao là... Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lên đấy, lưỡi xong chảy vào. Đây này, cái mõm nó này hất ra đi cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, không lấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Nó dốc cái ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Nó còn thở.
nó còn thở.